nó đi massage nó đầy tới cái độ vậy, nó nói nó thiệt nó buồn chứ. Nó đi massage mỗi lần á, tao vô á, tao gõ cửa phòng nó, mở ra thấy nhỏ kia ngồi trên đùi nó vậy nè, xong rồi hai đứa mở vlog của tao cho coi. Trời ơi má ơi, anh nè, đúng không, chơi với này bể quá em. Má đi massage mà nó hai mẹ nó cơ ngơi. Ông này có mấy cái nhà ở đây đây rồi, xe này xe nọ rồi, ông ngoại ông làm giám đốc rồi, kêu tao lại mày, tao lại mày nghe. Ồ đi massage lo thư giãn đi, má đi massage còn khai nữa. Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống, chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình. Đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân streamer đồng hành cùng BBT, CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể. BBT nâng tầm con người Việt Nam. Chào mấy em, cái giọng anh muốn tắt luôn, chịu không nổi mấy em. Lý do chửi tụi nó đó, tối ngày sáng đêm nào cũng chửi hết. Xong rồi vừa chửi nó mà vừa chửi xe nữa. Tao nói còn cái tháng 7 cô hồn nên nặng lắm. Nhà cửa, gái gú, xe mẹt, làm ăn là xào trẻ giang hồ á, là kiếm tiền để nuôi BBT á, kêu làm ăn. Còn công việc á là chửi mấy media. Tội nặng lắm. Tự xuống trước bình minh hả con. Ngày hôm nay nè là ngày anh phải quay lại cái clip đó, mà clip anh quay rồi, anh quay hồi ngày ngày một tây tháng chín kìa. Đó là anh quay là anh cảm ơn, anh tuyên bố, anh tuyên dương, anh tuyên đủ kiểu hết, là những đại lý của BBT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng Covid tháng 8. Tháng Covid tháng 8 anh làm một cái video cảm ơn tri ân để coi em dựng đúng deadline ngày 2 tháng 9 nha, up lên này nọ. Xong rồi tới ngày 3 tháng 9 không thấy, 4 tháng 9, 5 tháng 9 không thấy, tới ngày 10 tháng 9, 11 gì đó không biết nữa. Nó ngồi tự thú chú Bình Minh, anh ơi, sorry anh này nọ kia, video hư mẹ rồi. Nani? Trời má nghe nóng không em? Mấy em ơi, má đánh người mà không có tù tao quất nó rồi đó mấy em. Mấy em nhìn cái tướng này, cái quất nó chết không? Đúng không? Anh đã nói với tụi nó bao nhiêu lần rồi, là anh quay video là anh dựa trên tài năng hùng biện của anh. Anh dựa trên trí tuệ siêu phàm của anh, tại vì anh uống súp BBT anh có được những giây phút đó thôi. Chứ không phải là anh ngồi anh quay video là anh ngồi anh dàn dựng trước, anh kịch bản trước để mà nói lại. Không phải như cái thằng marketing đâu, nó ngồi nó viết cái bài văn ngồi đọc. Nó khác. Còn anh á là anh não anh nó nhảy số, anh ngồi anh quay anh tuyên dương này nọ kia, giờ mấy bữa đó làm bao hay luôn. Giờ nó hư mẹ làm lại, giờ mới là bắt đầu từ đâu. Tại vì BBT á thì luôn có chính sách là tuyên dương, khen thưởng, động viên, xào trẻ với những đại lý mà gọi là có cái doanh số mà nó tốt, có chiến lược bán hàng ấn tượng hay là có cái gì đó ấn tượng để động viên các bạn ấy. Thì những cái đối tượng á mà được anh Duy Nguyễn á mà gọi là làm video mà để công nhận á, thì là những đối tượng đó phải là xào trẻ hợp lý. Hợp lý đây là cái gì? Tức là không ăn gậy. Ăn gậy của ai? Ăn gậy của khách hàng. Ăn gậy của khách hàng. Ăn gậy của đồng nghiệp, tức là ví dụ như thằng đại lý ở Biên Hòa nó ăn gậy thằng đại lý ở Tây Ninh, ví dụ thằng đại lý ở Tây Ninh mà nó mét đại lý Biên Hòa rồi xào trẻ bố lao bố láo giành địa bàn giành khách của nó rồi bán cho tới Hoàng Lê Kha Lê Hồng Phong rồi này nọ kia đó, thì anh sẽ xử thấy mẹ thằng Biên Hòa luôn á, anh xử thấy mẹ thằng Biên Hòa luôn. Tại Biên Hòa nó làm ăn là sai cái đạo làm ăn, mấy làm ăn nó có hai đạo, đạo của mày riêng còn đạo làm ăn nữa chị, đúng không? Tao bán hàng cho mày rồi mày chơi chơi xào trẻ tầm bậy tầm bạ rồi ăn gậy thôi à. Nên các bạn sẽ thấy ngạc nhiên có những lúc á mà gọi là đại lý thương hiệu sẽ vắng cái tên quận 7, vắng cái tên thằng Minh Lâm, đúng không? Tại sao? Tại tháng đó thằng Minh Lâm mày xào chẻ lỗ tay là mày chết à. Thằng Minh Lâm nó ăn kiện hoài luôn, thằng kia ăn kiện cũng ghê nữa, kiện dữ lắm luôn mấy em. Nên những cái đối tượng vậy là không được nói. Nên không phải là bạn top 1 là bạn bán nhiều nhất, không hẳn. Nhiều khi bán nhiều nhì sao, hoặc là nhiều ba là sao. Vậy thì cái thằng mà muốn nhiều ba mà muốn top 3 đó, muốn lên top 1 á, thì đá mồi đại pháp top 1, top 2. Thì đá mồi đại pháp top 1, top 2. Thì đá mồi đại pháp top 1, top 2. Bằng cách nào? Em bữa nay rảnh quá, giả bộ khách hàng mua hàng đó đi anh. Mua hàng đó đi rồi chat tin nhắn để cho nó lòi đuôi ra nha. Xong rồi gửi lên BBT. Đó, cái đó là đá mồi đại pháp. Vậy thì cái top đây là cái gì? Cái top đây nó ảnh hưởng tới cái tháng sau. Đó, khi bạn top thì bạn sẽ dễ xào trẻ tháng sau hơn. Yes.
đưa cho bạn hai tay trước rồi đó, đúng không? Thí dụ như bạn nằm trong top là tháng sau là BBT đưa cho bạn hai tay, rồi bạn chia thêm 4 lá thôi, đúng không? Má kiểu gì nó cũng ra cái kiểu gì nó cũng ra là ba tay hết, chứ không lẽ giờ xui mẹ 4 mùi mày, má xui 4 mùi, má 4 mùi độn thổ chết luôn á, đúng không? Rồi ảnh hưởng tới cái gì nữa? Danh dự, danh dự mày. Bởi vì cuộc đời như Nguyễn Cúp đó hết rồi, mất tay ở dưới rồi, có cúp nó dễ nói chuyện, đó là danh dự. Nên mấy bạn đa cấp đôi khi bạn lạm dụng này đó, bạn đa cấp á, chủ tịch chi nhánh này nọ đấy, gì chi nhánh này chi nhánh kia đồ, xong xếp nguyên hàng ra rồi huy chương cúp kiết đồ cái nóng. Không phải BBT phải đa cấp, thằng nào nói BBT đa cấp bảo đảm 3 triệu. Thôi không là mất thời gian dòng nữa, đầu tiên thì Duy Nguyễn xin trân trọng cảm ơn đại lý có tên là Lion Soup. Đại lý có tên là Lion Soup. Lion Soup là chắc chắn là nghe cái tên là biết nằm ở Hà Đông rồi. Thằng này chỗ che tên là Tiến Đạt, Đòn Tiến Đạt. Thì em này á, kinh doanh rất là cố gắng, kinh doanh rất là ngon lành. Mà cái xuất thân của em này cũng còn trẻ, khỏe, nhỏ, làm fan của nhiều lâu rồi, là liếm giang hồ cũng nhiều nữa, phốt phít cũng nhiều nữa. Thằng này tối ngày nhắn tin cho tao có một câu: anh ơi anh chửi em nữa đi anh, anh ơi anh chửi em, anh chửi em nát nước, anh chửi em banh pháo, anh chửi em banh xác luôn được nữa, để cho em đặt target anh. Xong rồi cái anh nhắn tin lạnh lùng rồi: đâu phải muốn được tao chửi là dễ, đúng không? Anh không ngại chửi mày, anh chỉ thiếu lý do thôi. Thì mày đưa pháo đây đó, tối nào nhắn tin anh thằng đối thủ rồi, về hàng này là sao anh chơi được không anh, đúng không? Mà nó mới top 5 thôi đó, mà nó nhoi vậy đó mấy em. Nó mà thằng Lion Soup này á, nó ngày xưa nó nổi một tiếng một cái phốt rồi đi giao hàng mà anh hát. Cái Lion Soup là ngày xưa anh làm cho nó luôn, tại vì mày ở Hà Đông thì đầu tiên là tao miền Nam, nhắc tới Hà Đông là biết coi sư tử rồi. Sư tử thôi thì Lion luôn đi. Cho nó lại, đó là Lion Soup. Đúng không? Đã đạt top 5. Mà ở tại sao thằng Lion Soup này đã đạt top 5? Ủa hình như lộn mày ơi, mày top 4 cái gì á? Thấy không? Tao nói rồi, đúng không? Thấy không? Tao nói rồi, tao quay rồi mà. Mà mày làm tao quay lại để tao lộn à. Lộn, nâng cấp lên top 4 nha. Này top 4. Top 4 nha, xin lỗi em Lion Soup. Thì ở Hà Nội mà được top 4 á là anh khen rồi đó. Có cố gắng. Tại vì sao? Tại sức mua ở Hà Nội kém lắm. Các bạn ngoài Hà Nội là các bạn trữ tiền, không dám xài tiền. Không biết sao ngộ vậy đó. Các bạn ngoài Hà Nội mua hàng toàn hàng rẻ không à. Hàng VIP dám chơi hay sao không? Chả hiểu nữa. Nói chung á là cái ngành súp này á, ở ngoài Hà Nội thì sức mua không thể nào bằng được Sài Gòn. Anh chỉ tiết lộ bạn thông tin thôi, Sài Gòn nó cân 80% toàn quốc. Wow. Sài Gòn hết 80% đó. Đó là lý do ở Sài Gòn mà đại lý súp hằng hà xa số mà nó sống được. Nó ngộ vậy đó. Còn ngoài Hà Nội đó, nó không bằng. Nên bạn đó đó mà đạt được top 4 là giỏi rồi. Chắc cũng có xào chẻ cuối mùa. Xào chẻ cuối mùa là gì? Đơn hàng ngày 29-30 đó là xào chẻ cuối mùa. Rồi, thôi giờ quay lại với top 5. Top 5 là Jim Pro Shop. Nói chung ông Jim Pro này thì nhỏ người nó mấy tuổi à? Ở Cầu Giấy mấy em, ở cũng trung tâm nha, ở Cầu Giấy. Ở Cầu Giấy thì cũng làm buôn bán này nọ cũng được top 5. Nhưng mà ở cái người này á thì lặng tiếng lắm. Không có phốt. Không có phốt nên đâm không biết chửi cái gì luôn. Nên Jim Pro á là đạt xuất sắc, đạt được top 5. Nhưng mà anh bảo đảm chắc chắn á, nếu mà Jim Pro từ đây tới cuối tháng á mà không ăn gậy đó thì sẽ nằm top 3 chắc luôn. Tại vì theo nguồn tin mật anh được biết á, Jim Pro tháng này xào chẻ ghê lắm. Thì bây giờ ví dụ ông Jim Pro ổng yếu ở mạng này thì ổng xào chẻ ở mạng kia. Nà, nên tháng sau nha. Nếu mà có lỡ Jim Pro lên top 3 hay top 2 hay top 1 thì đừng ngạc nhiên. Đừng ngạc nhiên. Nó có cách xào chẻ rồi. Rồi tiếp theo đó là hai đại lý ngoài Bắc, miền Trung không có đại lý nào hết. Miền Trung chịu sao nổi? Đúng không? Miền Trung đòn gánh hai đầu đất nước, lũ lụt hạn hán mưa phùn thường xuyên. Là thôi thua luôn. Miền Trung không chịu nổi mấy em. Giờ vô tới miền Nam phát một luôn nè. Vô tới BD Súp. Cái chữ BD ngày trước anh giải thích rất là hay luôn. BD Súp là anh ép thằng đó phải nhận chữ BD Súp. Nó không chịu nhận chữ BD Súp mày. Nó sợ BD là giống như gay đó. Nó mày ngu quá. Bây giờ cái thằng S Vogan đó, nó đang sử dụng chữ Get 3D. Đúng không? Cái chữ Get 3D là cái từ khóa hot trend mà cái bọn model của S Vogan nó đang xài. Mà S Vogan nó có sản phẩm là EVB 3D. Mà EVB 3D là sản phẩm reward cao, nó đang rất hot bây giờ. Thì mày đặt tên cái shop mày là BD đi. Kêu đại BD luôn, đâu có gì đâu ngại. Anh nói vậy, BD là gì? Mày ở Bình Dương mày đặt BD là Bình Dương rồi. Đúng không? Chứ tắt thôi, có gì đâu mà hiểu. BD là Bình Dương, không cãi nữa. Ừ, có lý anh, nhưng mà Bình Dương đâu có gì đặc biệt đâu anh. Không, cái này mới đặc biệt nè. B là gì?
BD với tắt chữ body building. Trời ơi, ông tổ thể hình, ông tổ thể hình là body building. Thì chữ B là giúp chữ body, chữ D là tắt chữ đinh. Yes. Đó, xong cái này nó nghe phê phái rồi, phái rồi. Không, nhưng mà cái đó là tầng tầng thấp thôi. Cái tầng cao hơn là dành cho người siêu trí tuệ. Thành phố mới Bình Dương. Bình Dương tham vọng phát triển thành một cái khu đô thị mới cạnh tranh với Sài Gòn, nằm mơ đi con. Đúng không? Cạnh tranh Sài Gòn luôn. Thành phố mới Bình Dương đồ. Thành phố Bình Dương nổi tiếng là gì? Là cái sự là thành phố trẻ. Thành phố trẻ. Ngày trước ha, thành phố Hồ Chí Minh là thành phố trẻ. Thành phố Hà Nội là thành phố già. Nhưng mà bây giờ thì thằng Bình Dương mới là thành phố trẻ. Đó, thành phố Hồ Chí Minh nó 300 tuổi rồi, nó không trẻ nữa. Nha. Nó 300 tuổi rồi. Nhớ chưa? Nguyễn Hữu Cảnh mang gươm mở cõi đi vô Sài Gòn tập thành gia Định Thâm. Đó tới giờ hơn 300 năm già rồi. Hà Nội 4000 năm. Nói vậy thôi chứ biết có phải 4000 năm không ba. Thua luôn. Đủ lấy thời mấy ông vua Hùng Vương ra kể ai biết có phải không. Cứ cho lại vậy đi thôi, cứ cho là 2000 năm thôi cho nó chính xác. Còn thành phố Bình Dương mới có 10 năm nay à. Vậy thì thành phố mới là gì? New City. Nhưng mà New City thường quá không được. New City nếu mình chơi cái chữ đó thì nó không liên quan tới thể hình nữa. Vậy thì chữ thể hình là viết tắt của chữ BD là gì? Body Building. Viết nguyên chữ đó là chữ B luôn. Rồi chữ kia là gì? D là gì? Development. Development là gì? Là sự phát triển. Sự phát triển. Vậy thì ở cái chữ BD đó nó vừa là phát triển đô thị mà nó vừa là phát triển cơ bắp. Mình đặt cái gì cũng vậy thôi. Nó phải có cái riêng và nó phải có cái chung. BD Sub nó là vậy đó em. Mà thằng BD Sub này là thằng cà khịa, cái thằng khứa Lion Sub. Đó, thằng Lion Sub up tấm hình lên, ship hàng bằng SH. Thằng này ship hàng bằng xe hơi luôn. Wow. Đó, bữa nào nó chở con nhỏ này vô đường cao su á, nó pha cho nhỏ đó ao liếp uống đồ này nọ kia đó, nó đăng lên đó mấy em. Xong chắc phập luôn rồi. Khi mà thằng BD Sub này làm ở Bình Dương rồi, nhiều thằng khác nó học tay. Anh ơi em muốn làm ở Dĩ An, anh ơi anh muốn làm ở Thuận An, thôi kiếm nó hết đi. Giờ tao có thằng thu dù một rồi, Thuận An, Dĩ An gì đó, dẹp kiếm nó hết đi. Tỉnh thằng thôi. Nó thì BD Sub là tháng vừa rồi được top 3. Còn tháng này thì nói chung nó diễn biến phức tạp quá. Giờ nó mới có ngày 15, 16 gì thôi, nó còn rất là nhiều biến động. Đúng không? Để quan trọng cái hàng RSB ngày hôm nay tụi nó xào chẻ làm sao nè. Còn Lazada cuối tháng xào chẻ làm sao nè. Còn San cũng cuối tháng xào chẻ làm sao nè. Làm gì tụi nó trường vốn nổi. Bảo đảm mày hụt hơi liền. Đúng không? Hụt hơi liền. Thằng nào trường vốn thằng đó mới ghê. Chứ chịu sao thấu. Bây giờ đặt hàng anh ơi, hủ này dài hộp kia dài hộp trời hộp. Nó đang quần phó bên kia cũng banh đầu luôn. Phó bên kia nóng chửi sáng giờ. Giận cá chém thớt. Ghê lắm. Rồi thôi qua top 2. Top 2 là gì? Quận 7. Đúng chưa? Top 2 là quận 7, quận này ăn gãy hơi nhiều nè. Đó. Này mạnh lắm. Thằng này nó là sao? Nói chung thằng này top 2 là không gì lạ. Đúng không? Thằng này top 2 không gì lạ. Mà khi thằng này top 1 chắc chắn thằng top 1 nó ăn gãy rồi. Đúng không? Mà thằng này vắng top chắc chắn thằng ăn gãy rồi. Thì hai thằng này nằm trong top không có gì lạ hết. Tôi khẳng định luôn á. Đúng không? Khẳng định luôn. Còn mấy ở thành phố Hồ Chí Minh có nhiều quận khác nha. Quận 8 có con chú Ba Tăng. Quận 2 có VT Shop. Quận Tân Bình có con gì đó, nó xúc cái nhà thuốc gì đó rồi, không biết là âm thanh gì rồi. Thủ Đức, ừ đúng rồi, Thủ Đức. Thủ Đức là Sam. Rồi quận Tân Phú. Quận Tân Phú là con nhỏ. Vậy, mấy cái đó thì mới. Đúng không? Mới mà giờ muốn đua top là quận 7 thì hơi khó. Tại quận 7 nó làm lâu rồi. Quận 7 nó làm lâu chứ nó làm tốt mà online. Thằng quận 7 nó làm online tốt lắm. Nó bán hàng, nó hay ship, nó ship rồi này nọ các kiểu đó. Bởi vì nhiều khi nó làm mảng online tốt quá mình kia không phục. Nói sao mà ship rẻ vậy? Nói tao xào trẻ. Nó thẳng luôn, tao xào trẻ như shipper. Tao thua luôn. Nó kiện cáo nhau tối ngày luôn em. Nhưng mà nói chung á, thằng quận 7 là thằng có năng lực. Thằng có năng lực và anh nói chung anh cũng khá thích là cách làm việc của ông này. Đó. Cho dù có biến cố giữa cuộc sống, cho dù có này có kia, nhưng mà nó vẫn phát triển, nó vẫn làm. Mà giờ thêm tập chơi xe nữa. Dạo này tập đúng mát nhiều, bự như con heo. Hồi xưa nó không vậy đâu. Hồi xưa nó mới tập bên phòng anh, phòng khai trương nó qua đây tập nè. Xong rồi nó ngồi lại anh cho em có chuyện tâm sự anh chút. Rồi hai anh em ngồi ở ngay chỗ cầu thang tâm sự này nọ. Anh cái gì em làm đại lý anh có bảo kê không đồ các kiểu. Xong rồi cái ông dọn ra ngoài Đà Nẵng. Có con bồ ngoại. Cái tập cũng mê chim thôi à. Có con bồ ngoại dọn ngoại làm xong chia tay bồ dọn vô quận 7. Thua. Chơi vậy đó. Nó chơi vậy đó mấy em. Giờ quen khác rồi. Đó, nó top 2 vậy mấy em. Nó là gì? Supplement Factory mà nó mở bên bến cái gì Lâm Dân Bền quận 7 thì nó mốt nó hưởng ké cái mặt trời quận 7 nữa. Nó hưởng ké mặt trời quận 7 nó xào chẻ mà nó thêm nữa. Đó. Nói chung á, bạn càng gần ở BBT á
thì bạn có lợi thế nhưng mà cũng có áp lực. Vậy thì cái áp lực gần BBT là gì? BBT không có đi ship đâu bạn ơi. Thề luôn, chính sách BBT là bán khách tập trung game thì bán lẻ cho nó vui thôi. Còn không thì đi qua đại lý. Chứ bây giờ BBT đâu có tự nhiên tốn thằng shipper cho ngồi chỗ đó làm gì? Không làm đâu, thề luôn nha. Nên bây giờ kia nào hỏi quận 9 có tỉ shipper không anh? Không mày ơi, shipper, shipbot gì nữa để cho đại lý quận 9 nó đi ship đi. Đúng không? Bây giờ mẹ cá mập ông cũng ăn, cá lồng tông cũng ăn nữa, chơi sao thân. Đó thề, thiệt. Đó. À còn Hóc Môn nữa, quên, Hóc Môn quận 12. Thằng Hóc Môn quận 12 thì bên quận 12 cũng không có một shipper nào đó. Mày tới đây mày mua. Còn nếu mà alo á thì bắt qua nè, ship đi cô. Chính sách nó phải rõ ràng như vậy. Bởi vì gần, khi mà đương nhiên là BBT về chỗ nào thì chỗ đó nó sẽ được PR, chỗ đó sẽ phát triển, chỗ đó giống như một cái mặt trời vậy đó. Nó tỏa sáng vòng. Bà thấy cái nhà nào nhà nấy cao đồ bà cố luôn, mà xong mà chữ nằm tên trên chung cư Win Group Vin City gì kế bên nhìn thấy hết. Mà hú hồn quận 7 đóng chung cư nhìn qua luôn. Rồi tiếp tục quay ra một cái thằng top 1. Thằng top 1 không còn nào khác, thằng Lâm Lùng. Cái thằng mà uống bột á mà nó ho sụ sụ trong phòng game á. Thằng đó nó nhiều phốt lắm. Sai cũng phải theo tay. Bỏ vô họng quýt luôn. Khí hậu Việt Nam khô quả. Thằng đó giờ nói chung thì nó buôn bán lâu rồi, nó lâu nhất luôn. Nói về đại lý thương hiệu là nó lâu nhất luôn nha. Thì nó bán top 1, top 2 là cái chuyện bình thường. Nó cũng xào trẻ thấy mẹ luôn cái gì. Thứ nhất là có lợi thế lâu năm. Thứ hai là nhất quan hệ mà nhiều tiền tệ nó có đủ hết rồi. Hai đó nó có hết. Đó rồi hàng hóa nó cũng có nhiều đàn em nữa. Ở Sóc Trăng thì cũng có Muscle Field gì. Rồi gì Cần Thơ. Rồi nó mở thêm chi nhánh bên Bình Thạnh. Bây giờ mở thêm Nguyễn Văn Luôn. Rồi tùm lum hết. Nó đang chuẩn bị khai trương phòng game mới nữa. Nó mà mấy vậy còn rảnh đi làm vlog cái gì, đi làm gì phải vlog mà cái dạng như review rồi hướng dẫn tập đồ các kiểu. Nói chung thằng này là bản sao của anh mày ơi. Chỉ con cái là nó xấu hơn anh thôi, chứ chúng nó thì có làm gì nó cũng làm trước hết á. Mày để mấy em để ý coi, BBT đưa ra khẩu hiệu nào nó bụp luôn khẩu hiệu đó à. Ừ, game phục vụ cuộc sống phải là thành công đẳng cấp gì các kiểu, cũng nó nói y như bản sao của anh luôn, không biết nói sao nữa. Đó, nó nói giờ cứ đi vòng vòng cũng có phòng game này nọ nữa. Cái hướng của nó, cái hướng của anh là gì? BBT SG thì sau này nó cũng SG luôn. Đúng không? Đầu tiên mẹ bán súp, ủa lộn. Thằng đó nó bán súp bên hàng Hải Nguyên. Xong rồi nó mua lại phòng game của anh quận 6. Xong rồi nó dời qua, giờ nó chuẩn bị nó dời qua bên Nguyễn Văn Luôn. Nguyễn Văn Luôn rồi xong rồi nó còn nói tao vài tháng nữa sửa cái nhà nó làm thêm cái phòng nữa. Đó, nó cũng là BBT SG luôn. Thì nói chung á thì đây là cái video làm lại. Còn cái câu chuyện về Minh Lâm á thì nó quá nhiều đi. Yes. Muốn chửi nó không biết chửi ngày nào tháng nào hết nữa. Đúng không? Mà nói chung á nó cũng là chơi với anh rất là lâu rồi. Từ xưa tới giờ rồi cũng làm vlog, cũng quay video, cũng massage, massage sủng này nọ kia. Cái vụ 1 phút 30 giây rồi nó đi massage, mấy con nhỏ nó nói cho tao biết đó. Chứ tao tao đàn ông sao tao biết nó 1 phút 30 giây. Đúng không? Nó đi massage nó đầy tới cái độ vậy, nó nói nó thiệt nó buồn chứ. Nó đi massage mỗi lần á tao vô á, tao gõ cửa phòng nó. Mở ra thấy con nhỏ kia ngồi trên đùi nó vậy nè. Xong rồi hai đứa mở vlog của tao cho coi. Trời ơi má ơi anh nè. Mấy video kha hồi xưa. Mấy video mà có nó đó. Nó nói nè anh nè, nó nói anh Di nè. Xong cái nó nói anh Di hả, tướng hàng họ ngon hả. Ủa mấy con nhỏ khách làm cho nó biết tao luôn. Nên thôi chơi với này bể quá. Đúng không, chơi với này bể quá em. Má đi massage mà nó khai mẹ nó cơ ngơi. Ừ ông này có mấy cái nhà ở đây đây rồi. Xe này xe nọ rồi, ông ngoại ông làm giám đốc rồi kia. Tao lại mày nghe. Ủa đi massage lo thư giãn đi. Má đi massage còn khai nữa. Chơi vậy đó. Nhiều câu chuyện lắm. Nói với thằng Minh Lâm kể không biết bao giờ hết. Nhưng mà cũng mừng cho nó đó. Nó làm mà không được tao cũng buồn lắm mày ơi. Đúng không? Chứ giờ gamer mà ra đường kinh doanh thằng nào thất bại tao chả chán. Nên nhiều khi mấy thằng đại lý anh ngồi anh hỏi trời tụi bay làm ăn được không? Có gì khó khăn không? Nói tao giúp cho. Cái đó chỉ có một câu một, anh ơi bán rẻ cho em đi thôi. Tao có chuyện kỳ vậy mà. Tao trợ giúp là trợ giúp mình phát triển. Chứ thì anh ơi bán rẻ cho em đi. Đó phải trợ giúp. Đúng không? Bán đúng giá ông ơi. Mày không thấy thằng Mẹt có thay xe tao đó má ơi. Cái bình xăng đòi 5 triệu tiền công. Tiền công bình xăng 5 triệu. Tiền công Mẹt chơi này hệ số 730. Hệ số 730 hiểu không? Xong cái bình xăng hệ số 67 gì đó nhân lên. Tẩm xỉu luôn. Đó. Thì cái bảng xếp hạng này á thì nó sẽ ảnh hưởng tới bảng xếp hạng quý. Bảng xếp hạng quý ảnh hưởng tới bảng xếp hạng năm. Nói chung á thì khi mà cái bảng xếp hạng năm á thì đó là một cái đêm gala. Một cái đêm gala thì nó sẽ có giống như đa cấp vậy mấy em.
Nó giống như đa cấp gì đó nha, nhưng mà đa cấp là đa cấp thiệt. Cái này là thiệt chứ không phải là xạo, đúng không? Cũng cảm ơn, cũng rượu ra champagne rồi cũng tiền tỷ giá mấy tỷ rồi đó, rồi ghi cho cái bảng cầm cầm chơi vậy đó em. Rồi cúp kiếp này nọ đó, nói chung là cái gala gọi là cuối năm á, anh nghĩ nó sẽ là hoành tráng. Tao hấp xô đó. Đó, anh nghĩ là nó sẽ là hoành tráng. Vậy thì cái cuộc meeting tiếp theo á giữa BBT và đại lý là khai trương quận chính. Đó là các bạn cứ đăng ký danh sách hết đi. BBT bao ăn bao ngủ, rồi các bạn đi massage tự tốn tiền. Nha, đó liên hệ nhà hàng rồi đặt 5-60 phòng gì đó, cứ vậy đó, bao ăn bao ngủ. Đó, đơn giản thôi. Thì đó là một cái buổi gặp mặt để Duy nhồi sọ các bạn thêm về công nghệ gym. Đó, để Duy nhồi sọ thêm bằng về công nghệ gym và các bạn về dưới quê bằng biết bắn máy thôi chứ gì trơn trọi đó. Bắn máy, bắn súp đồ này nọ kia. Rồi khi mà trong cái ngày đó các bạn làm đơn hàng nó sẽ có offer. Offer nó giống như là Olympia bên Mỹ vậy đó bạn. Olympia bên Mỹ nó rủ đi nè, cúng chết mẹ đi đâu nữa. Tháng 9, tháng 10, tháng 11 thì nó tổ chức đó, năm nào nó không đủ hết á. Không biết năm nào nó không đủ hết. Rồi má lạnh thấy mẹ luôn cúng nữa. Nên năm nay nó rủ mà dưỡng mà đi. Nói thôi mày nổ đi, tao luôn làm luôn online nè. Giờ đi bển nó lạnh quá. Đó. Nên tất cả mình làm ăn á thì đương nhiên là làm thật, nhưng mà trong làm ăn phải có giải trí, phải có chơi, rồi phải có những cái mình cái khẳng định mình. Nói chung á top 1, top 2, top 3, top 4 á thì nó cái phần thưởng bằng tiền đó thì nó cũng có nhiều hết á. Các bạn đi massage được chừng 10 chầu thôi à. Đó. Chứ còn cái quan trọng á là người ta nói là cái gì? Một đồng lương không bằng nửa đồng thưởng. Cái đó là cái danh dự. Cái đó là cái danh dự và cái bản lĩnh tôi phải làm sao người ta mới thưởng cho tôi. Đúng không? Ngày xưa Duy đi làm vậy thôi. Sếp trả lương thì sếp khen em cái đi. Đó, sếp khen em cái gì em lộng kiếm, lộng khung lại để là kỷ niệm. Đó, thì xin chia sẻ với các bạn đại lý và một lần nữa Duy Nguyễn thay mặt công ty BT cảm ơn các bạn đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu và cố gắng đừng có ăn gậy nha các bạn. Cảm ơn các bạn. Hay thì mua súp đi ba. Giàu nghèo mẹ gì. Lai xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài. 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.